tâm trạng chị không tốt sao? Tâm trạng chị rất tốt mà. Em luôn cảm thấy chị giống như đang mượn rượu giải sầu vậy. Ngốc thật, Bạch Nhân vỗ vỗ vai cậu ta, mùi thơm từ cổ tay trắng nõn thoảng qua hơi thở của Kiều Môn Thời. Bây giờ chị cầu được ước thấy thì có cái gì phải buồn nữa chứ? Chuyện buồn đã qua ngần ấy năm đều tan thành mây khói hết rồi. Chị không quan tâm nữa, đợi cô ta trở về thì chị sẽ đi. Trước khi cô ta quay lại, chị nhất định phải thành công. Mặc dù Kiều Ngôn Thời không hiểu Bạch Nhân đang nói gì, nhưng cậu ta vẫn kiên nhẫn lắng nghe, ánh mắt dịu dàng như nước. Cô dường như chắc chắn, mà đằng sau sự chắc chắn này, cậu ta cảm nhận được thực ra cô rất không có cảm giác an toàn. Được rồi, một ly cuối cùng, Bạch Nhân uống cạn ly rượu, nói với cậu ta, chị phải về rồi. Hai người bạn thân của chị vẫn còn ở bên cạnh. Em đưa chị đi qua. Kiều Ngôn Thời đỡ Bạch Nhân đang say rượu ra khỏi phòng bao, nhưng không ngờ cửa vừa mở ra, những ánh đèn tách tách vang lên. Xung quanh có mấy cái camera nhắm thẳng vào Bạch Nhân, ánh sáng trắng lóe lên khiến tầm mắt cô thoáng mờ đi, chỉ có thể dùng tay che mắt theo phản xạ, đôi chân mày thanh tú khẽ cau lại, hoàn toàn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kiều Ngôn Thời lại sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cậu ta muốn đuổi theo mấy tên paparazzi và phóng viên giải trí đó theo bản năng, nhưng mấy người này chạy trốn còn nhanh hơn cả chó, vừa chạy vừa chụp, căn bản là đuổi không kịp. Kiều Ngôn Thời nhìn Bạch Nhân đang say khướt dựa tường, đành kéo tay cô, liều mạng chạy vào thang máy, đi thẳng xuống hầm đậu xe dưới tầng 2. Trợ lý thấy cậu ta đi xuống, vội mở cửa xe, anh Ngôn, sao thế? Sao anh vội vội vàng vàng dữ vậy? Có chó săn. Trên trán Kiều Ngôn Thời lấm tấm mồ hôi, đỡ Bạch Nhân vào trong xe, mình cũng theo lên xe, đến căn hộ ở Ngự Ly Đài. Kiều Ngôn Thời đỡ Bạch Nhân vào căn hộ ở Ngự Ly Đài. Đây là căn hộ cao cấp, một bậc nhất Bắc Thành, các tầng trên ba mặt đều có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Bạch Nhân chóng mặt đi vào nhà, thấy mọi thứ xung quanh đều xa lạ, cô mơ hồ hỏi, đây là đâu? Là nhà của em. Kiều Ngôn Thời dìu cô đến chiếc giường lớn bằng vải giả màu xanh đậm ở giữa, cẩn thận đỡ cô nằm xuống. Chị Nhân, chị ở đây nghỉ ngơi trước đi. Không được, mặc dù đầu óc Bạch Nhân đã không còn tỉnh táo, nhưng trong tiềm thức cô vẫn cảm thấy không nên, chị phải về nhà, chị không thể qua đêm ở bên ngoài được. Chị Nhân, chị đừng lo, chỗ của em tuyệt đối an toàn. Kiều Ngôn Thời lấy khăn giấy tẩy trang từ trong phòng tắm ra, cẩn thận tẩy trang cho cô, bây giờ dưới lầu đang có paparazzi ẩn núp, chị say rượu thế này mà đi ra ngoài, nếu bị bọn họ chụp được sẽ viết lung tung. Bạch Nhân không còn sức lực, nằm ở trên giường, nhắm nghiền mắt, miệng mơ hồ lẩm bẩm, tôi phải về nhà. Kiều Ngôn Thời tẩy trang cho cô xong, lại lấy kem dưỡng da của mình thoa cho cô. Sau khi làm xong, cậu ta để cô mặc nguyên quần áo như vậy, ngủ trên giường của mình. Để phân tâm, Kiều Ngôn Thời lấy điện thoại di động ra, cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất đã bị tin thăng thật giả chuyện tình của Kiều Ngôn Thời và Bạch Nhân bị bại lộ thăng chiếm đóng, nhưng Kiều Ngôn Thời không nhấp vào xem. Không cần nhìn cũng biết người hâm mộ sẽ nói gì. Điện thoại của Bạch Nhân ở trên tủ đầu giường không ngừng đổ chuông, cô mơ mơ màng màng vươn tay mò tìm điện thoại, rồi ném điện thoại xuống đất. Kiều Ngôn Thời bước tới, nhặt điện thoại lên giúp cô. Thấy dòng ghi chú. Bể tôi dưới váy. Cậu ta khẽ nhíu mày. Tuy cậu ta không biết cuộc sống riêng tư của Bạch Nhân như thế nào, nhưng ghi chú mập mờ như vậy vẫn khiến trong lòng cậu ta âm ỉ khó chịu. Cô đã ngủ rồi, lúc này bắt máy cũng không nói rõ được gì. Kiều Ngôn Thời cúp thẳng điện thoại, sau đó bật chế độ không làm phiền, đặt điện thoại về lại trên tủ đầu giường. Không lâu sau, điện thoại di động của cậu ta cũng bị người đại diện Tôn Lê Lê gọi đến sắp phát nổ. Kiều Ngôn Thời là một nghệ sĩ rất nghe lời. Trước đây cậu ta luôn nghe điện thoại của người đại diện hoặc tổ đạo diễn, bất kể đã muộn đến cỡ nào. Nhưng đêm nay, cậu ta muốn tùy hứng một lần, cho nên chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Ngồi lại trên sofa, Kiều Ngôn Thời một lần nữa mở Weibo, xem mục nhập thăng tình yêu của Kiều Ngôn Thời và Bạch Nhân thăng. Nếu là thật thì tốt rồi. Ngày hôm sau, Bạch Nhân tỉnh lại, theo phản xạ vươn tay xoa đầu,
đầu còn hơi choáng váng. Chị nhân tình rồi sao? Kiều Ngôn Thời bước ra khỏi nhà bếp, buộc tạp dề hoa li ti. Trên cái chảo phẳng vẫn còn mấy quả trứng gà, tỏa ra mùi thơm của dầu. Trên bàn có trà giải rượu đấy, chị uống một chút trước đi, bữa sáng sắp xong rồi. Thấy Kiều Ngôn Thời, Bạch Nhân sửng sốt một hồi, theo phản xạ nhìn quần áo của mình. Hoàn hảo, cô vẫn còn mặc bộ đồ của ngày hôm qua, bởi vì mặc nguyên như thế đi ngủ nên gấu váy bị nhăn nhúm. Cô thở phào nhẹ nhõm. Kiều Ngôn Thời, tại sao chị lại ở đây? Tối qua chị Nhân uống say, lại gặp phải tay paparazzi. Một mình em không có cách nào đối phó với bọn họ nên chỉ đành đưa chị về đây. Bạch Nhân mơ hồ nhớ lại, tối qua cô có mâu thuẫn với Trần Kinh Dã, sau đó được Kiều Ngôn Thời giải vây. Những chuyện sau đó thì cô không còn nhớ được nữa. Bạch Nhân đi vào phòng tắm, chải đầu rửa mặt, nói với cậu ta, cảm ơn cậu nhé. Kiều Ngôn Thời đặt kem dưỡng da lên bàn uống nước, thấp thỏm liếc nhìn cô rồi nói, còn một chuyện nữa. Hửm, tối qua chúng ta lên hot search rồi, suốt một đêm. Bây giờ vẫn còn đang trong top tìm kiếm. Bạch Nhân cầm điện thoại lên, vẫn chưa thấy hot search Weibo thì đã thấy trên màn hình, có hơn 20 cuộc gọi từ cùng một người. Trần Hoài Kiêu. Bạch Nhân để ý, cuộc gọi nhỡ gần đây nhất là lúc 5 giờ rưỡi sáng. Bình thường Trần Hoài Kiêu không dậy sớm như vậy, trừ khi cả đêm không ngủ. Trong lòng cô có chút căng thẳng, không dám gọi lại cho anh, cho nên xem hot search trước. Bạch Nhân nhấn vào trang chủ đề, topic phổ biến nhất là mấy tấm ảnh 6 ô vuông. Trong ảnh là cảnh Kiều Ngôn Thời đỡ Bạch Nhân đi ra khỏi phòng bao. Bạch Nhân rõ ràng là đã say, Kiều Ngôn Thời rất thân mật đỡ cô, đi về phía thang máy cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Toàn bộ quá trình này đều là chụp lén. Fan của Kiều Ngôn Thời ở dưới khu vực bình luận đương nhiên là gào khóc sập nhà. Mặc dù có không ít fan lý trí tỏ vẻ anh trai cũng có quyền yêu đương, nhưng đại đa số fan bạn gái cuồng nhiệt đều không thể chấp nhận việc Kiều Ngôn Thời có tin đồn vô cùng xác thực như vậy. Bạch Nhân đang lướt xem Weibo thì Tôn Lê Lê gọi tới, cô bắt máy. Lê Lê, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Bạch Nhân rủi rủi khóe mắt, khàn giọng hỏi, nghiêm trọng lắm sao? Cậu nghĩ sao, cậu và Kiều Ngôn Thời bây giờ là hoa đán và tiểu sinh, hai, hot nhất truyền thông sán tinh, tương lai tươi sáng. Giờ hai người các cậu gây ra tin đồn như thế này, là nghệ sĩ mình quản lý nữa chứ, mình thật sự là không chết thì không đủ để cảm tạ thiên hạ. Có lố thế đâu, Bạch Nhân vẫn giữ bình tĩnh, nói, mình sẽ lên tiếng làm rõ chuyện hot search. Mình với Kiều Ngôn Thời hoàn toàn trong sạch, không có gì phải sợ. Chuyện hot search thực ra chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôn Lê Lê hạ giọng nói, quan trọng là đêm qua Trần Tổng cả đêm không ngủ, gọi Trần Kinh Dã đến, trước mặt mọi người trong công ty, đạp cậu ta mấy cái. Bạch Nhân hít sâu một hơi. Ít nhất, từ lúc cô quen anh đến giờ, Trần Hoài Kiêu vẫn luôn lạnh lùng, hờ hững, chưa từng động tay động chân với ai như thế này. E là anh thật sự nổi giận rồi. Nhìn thấy 20 cuộc gọi nhỡ đó, Bạch Nhân hơi sợ hãi. Lê Lê, mình có nên mua vé máy bay đi Maldives tị nạn không? Là bản thân, mình ủng hộ cậu trốn đi mấy ngày. Lần này chồng cậu thực sự bị cậu chọc điên rồi. Nhưng với tư cách là người đại diện của cậu, mình khuyên cậu nên ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của công ty lấy sự nghiệp làm trọng đi. Bạch Nhân thở dài, biết rồi. Giờ cậu đang ở đâu? Căn hộ ngự ly đài của Kiều Ngôn Thời. Cậu cứ ở đó đi, tạm thời đừng đi ra ngoài, dưới lầu đầy paparazzi và phóng viên đấy. Chờ công ty họp bàn cách giải quyết chuyện này. Bạch Nhân lòng nặng trĩu cúp điện thoại. Không ngờ đêm qua uống nhiều thêm mấy ly mà lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Kiều Ngôn Thời đi tới, áy náy nói, xin lỗi chị, em không ngờ sẽ gây ra rắc rối lớn như vậy. Là do em xử lý không ổn thỏa. Cũng trách chị, đáng ra không nên uống nhiều như vậy. Bạch Nhân đột nhiên hỏi, Trần Hoài Kiêu có tìm cậu không? Trần Tổng thì chưa, nhưng chị Lê Lê đã tìm em rồi. Nói là tạm thời không nên lên tiếng, đợi bộ phận quan hệ công chúng của công ty viết bài làm rõ. Ừ, nghe theo sắp xếp của Tôn Lê Lê đi. Chị Nhân, đến ăn sáng đi,
Chắc chị cũng đói rồi. Kiều Môn Thời mời Bạch Nhân vào bàn. Trên bàn là một bữa sáng thịnh soạn, trứng tráng, sữa tươi và bánh mì nướng. Bạch Nhân không muốn ăn, đầy tâm sự bưng ly sữa nóng uống vài hớp. Mấy phút sau, có tiếng gõ cửa. Bạch Nhân giật mình nhìn Kiều Môn Thời, là phóng viên sao? Nhân viên bảo vệ ở dưới không thể nào để phóng viên đi lên được. Kiều Môn Thời cũng rất khó hiểu, bước tới, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, kinh ngạc quay đầu lại, chị Nhân, là Trần Tổng. Bạch Nhân vội đặt ly sữa xuống, đến cạnh cửa, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, rồi mở cửa. Sắc mặt Trần Hoài Kiêu rất bình tĩnh, hơi mệt mỏi, cằm lún phún râu chưa kịp cạo, đường nét càng thêm sắc bén. Ánh mắt lạnh băng của anh liếc nhìn Bạch Nhân, sau đó lướt qua cô, nhìn Kiều Môn Thời ở phía sau. Kiều Môn Thời không ngờ sếp sẽ đích thân tới chỗ của mình, vội vàng bước lên giải thích. Trần Tổng, tôi và Bạch Nhân không có gì cả, là do paparazzi chụp hình kiếm chuyện tung tin. Bạch Nhân sợ anh giận chó đánh mèo Kiều Môn Thời, hít sâu, cúi đầu nói, Trần Hoài Kiêu, giờ em về nhà với anh ngay. Lòng bàn tay thô ráp của Trần Hoài Kiêu nắm lấy cổ tay mịn màng của Bạch Nhân, kéo cô bước ra khỏi cửa, không muốn để cô ở nhà người đàn ông khác thêm một giây nào nữa. Kiều Môn Thời thấy Trần Hoài Kiêu không khách khí như thế, đuổi theo lập tức, kéo Bạch Nhân lại. Trần Tổng, cái này không ổn đâu, tất cả đều là lỗi của tôi, ngài đừng trách oan Bạch Nhân. Trần Hoài Kiêu dường như đã chịu đựng đến cực điểm, đôi mắt lạnh như băng rời xuống, bỏ tay cậu ra khỏi tay vợ tôi. Kiều Môn Thời sững sờ, suy nghĩ một lúc rồi kinh ngạc nhìn Bạch Nhân. Bạch Nhân trầm giọng nói, Kiều Môn Thời, xin lỗi vì đã không nói cậu biết, Trần Hoài Kiêu là chồng chị. Đầu óc Kiều Môn Thời trống rỗng một lúc, tay cậu ta bị Trần Hoài Kiêu dùng sức đẩy ra, lúng túng dừng ở không trung. Đến khi cậu ta phản ứng lại thì Trần Hoài Kiêu đã dẫn Bạch Nhân đi vào thang máy. Cậu ta vội đuổi theo, nói, bây giờ xuống lầu không được đâu, bên ngoài đầy paparazzi. Kiều Môn Thời còn chưa dứt lời, Trần Hoài Kiêu đã cứng rắn nhấn nốt đóng cửa thang máy. Ánh mắt lạnh băng làm người ta run sợ. Bạch Nhân mấy lần muốn nói gì đó, giải thích hoặc xin lỗi. Nhưng mỗi lần cô mở miệng đều bị khuôn mặt lạnh lùng của Trần Hoài Kiêu ép nuốt xuống. Bỏ đi. Cô yên lặng đứng bên cạnh anh. Lúc cửa thang máy mở ra, cô vô thức nhìn về phía sau anh rồi rụt người lại. Quả nhiên, các phóng viên săn ảnh đang mai phục bên ngoài đã đến. Ánh đèn chớp nháy tách tách liên tục chụp Bạch Nhân. Trần Hoài Kiêu không chút do dự cởi người Bạch Nhân, cánh tay mạnh mẽ bảo vệ cô trước hàng đống phóng viên săn ảnh. Mặc dù những tay săn ảnh này hận không thể lột sạch Bạch Nhân rồi chụp, nhưng không ai dám tùy tiện đắc tội với Trần Hoài Kiêu, chứ đừng nói đến việc dám cản đường của anh, vì vậy chỉ có thể chụp ở bên ngoài. Chiếc Maybach màu đen của Trần Hoài Kiêu đang đậu ở cửa, anh che chở Bạch Nhân lên xe, quay đầu nhìn phóng viên đang đi theo sau như đàn ong vỡ tổ, trầm giọng nói, Bạch Nhân là nghệ sĩ của tôi, cho nên Trần Hoài Kiêu đích thân đi lên đón người, có thể dùng danh dự để đảm bảo cô ấy và Kiều Môn Thời không yêu đương. Các người tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, nhưng tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ một tin lá cải không đúng sự thật nào lần nữa. Nếu các người không tin thì có thể đụng vào họng súng của tôi thử xem. Nói xong những lời này, anh lên xe, rồi bảo Thẩm Vân lái xe đi ra ngoài. Bầu không khí trong xe yên tĩnh đến kỳ lạ, ngoại trừ tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Thẩm Vân liếc nhìn hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. Trần Hoài Kiêu và Bạch Nhân mỗi người ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt đều không dễ nhìn lắm. Anh ta do dự một chút, dẫn đầu phá vỡ sự im lặng. Ngài Kiêu, thực ra chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Tôi cũng tin Bạch Nhân và Kiều Môn Thời sẽ không làm chuyện bốc đồng đâu. Nói xong những lời này, trong xe vẫn yên tĩnh như cũ, trong yên tĩnh có chút gượng gạo. Thẩm Bân ngậm miệng lại, không làm phiền hai người đấu trí nữa. Cuối cùng, cảm xúc của Trần Hoài Kiêu dường như cũng nguôi ngoai. Anh nói, leo lên đỉnh núi, trở thành ngôi sao sáng nhất, đạt được thật nhiều hạnh phúc. Trong giọng nói của anh có vài phần khinh thường, cho nên em làm như vậy. Đầu ngón tay sáng bóng của Bạch Nhân móc khuy áo vest của anh, cúi đầu, không nói được gì.
Em có biết bây giờ Kiều Ngôn Thời đã là ngôi sao ăn khách hàng đầu hay không? Em có biết fan của cậu ta điên cuồng đến độ nào hay không? Bạch Nhân vẫn im lặng. Để báo thù, em lấy hôn nhân của mình ra để làm giao dịch. Tôi còn nghĩ em rất kiên quyết. Anh cười lạnh, giễu cợt nói, chỉ mấy ly rượu đã khiến em kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Có chút bản lĩnh này thì em lăn lộn trong giới giải trí này thế nào? Quay về bán hàng vỉa hè trong trấn nhỏ Giang Nam của em đi. Thẩm Bân là người ngoài cuộc, nghe những lời này cũng cảm thấy lực sát thương rất lớn. Cả đêm qua Trần Hoài Kiêu không ngủ, trong bụng tích đầy lửa giận, e rằng hôm nay bà chủ sẽ không được dễ chịu. Trần Tổng, cái đó, nếu cậu còn phát ra một tiếng nữa thì cút khỏi truyền thông sán tinh cho tôi, sau này không bao giờ dùng đến cậu nữa. Thẩm Bân vội câm miệng, thậm chí còn cố nhịn ho, chỉ hé mở cửa sổ thông gió cho Trần Hoài Kiêu, hy vọng anh có thể bình tĩnh lại một chút. Trần Hoài Kiêu kéo cổ áo buộc chặt, quay sang liếc nhìn người phụ nữ đang im lặng. Mờ u bàn tay trắng nõn của cô nắm chặt thành nắm đấm, xương ngón tay trở nên trắng bệch vì dùng sức, cúi đầu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Lần này, cô thực sự biết sai rồi. Cô đã hứa với mẹ, hứa với bà ngoại thì nhất định phải làm được. Nhưng chỉ vì mình nhất thời buông thả mà bao nhiêu công sức suýt nữa, đổ sông đổ biển. Bạch Nhân thật muốn tát cho mình mấy cái. Anh Hoài, đừng đuổi em về phương Nam. Cô thở gấp, khẽ nức nở, lắc đầu, nức nở run sợ khóc, em không bao giờ làm vậy nữa. Trần Hoài Kiêu vốn cho rằng cô gái này sẽ mạnh miệng, sẽ giải thích. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cãi một trận ầm ĩ với cô, nhưng không ngờ cô lại khóc. Khóc đến nỗi trái tim của Trần Hoài Kiêu tan nát, còn khiến anh đau đớn hơn bị dao cùn cắt vào thịt. Bạch Nhân, tôi không mắng em. Em biết, em không giận anh, em chỉ tự giận bản thân mình thôi. Trần Hoài Kiêu không dám nhìn cô, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cố gắng kiềm chế cảm xúc dâng trào như sóng. Cuối cùng, anh cũng không thể chịu đựng được nữa. Trần Hoài Kiêu ngồi xích tới, chìa tay ra, ôm cô vào lòng, vỗ về. Được rồi, đừng khóc nữa. Bạch Nhân nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, chùi toàn bộ nước mắt nước mũi lên quần áo của anh. Anh đừng đuổi em đi. Sẽ không bao giờ đâu. Giờ phút này, Trần Hoài Kiêu đã ý thức được rõ ràng, mình đã rơi vào trong tay cô. Dù trời có sập xuống cũng phải đỡ cho cô. Ngày hôm đó, ở tầng dưới trong căn hộ Ngự Ly Đài, Trần Hoài Kiêu, với tư cách là lãnh đạo của truyền thông sán tinh, đích thân đến đón Bạch Nhân về, thậm chí còn dùng danh dự của mình để đảm bảo cho cô. Sự việc này lại một lần nữa trở thành chủ đề nóng của một đợt dư luận mới. So với mối tình bí mật của Bạch Nhân và Kiều Ngôn Thời thì cách làm lần này của Trần Hoài Kiêu mới thật sự khiến người khác khó hiểu. Không thể không nói, xếp tổng của truyền thông sán tinh, thực sự vì nghệ sĩ mà lòng dạ tan nát. Hiện tại Bạch Nhân và Kiều Ngôn Thời là hai nghệ sĩ tiềm năng nhất trong tay Trần Hoài Kiêu. Một lần hai phòng cùng sập, anh ta nhất định không ngồi yên. Không đâu, các người nghĩ Trần Hoài Kiêu chỉ vì cái này thôi thật sao? Dù nói thế nào Mị cũng không tin mặt cười. Không ai thấy chuyện anh ta đích thân tới đón Bạch Nhân cực kỳ lố à? Trần Hoài Kiêu và Bạch Nhân không có gì gì đó chứ? Cái này với tình chị em của Bạch Nhân với Kiều Ngôn Thời đều thái quá như nhau. Dù sao, tôi cũng tin Trần Hoài Kiêu, nếu đã dùng danh dự để đảm bảo thì có lẽ chỉ là hiểu lầm thật. Truyền thông sán tinh luôn...
đang xem lịch trình của nửa cuối năm trong phòng khách của Trần Hoài Kiêu. Đúng lúc Trần Kinh Giã đến tìm Trần Hoài Kiêu để xin lỗi, đụng mặt Bạch Nhân. Anh ta nhìn Bạch Nhân ngậm kẹo mút, lười biếng dựa sofa, giận mà không có chỗ chút. Anh à, anh thực sự hơi quá đáng rồi đấy. Nuôi người tình thì thôi đi còn dẫn cô ta vào phòng làm việc. Nếu để người khác thấy thì bọn họ sẽ nghĩ thế nào đây? Lỡ như ông nội biết đời tư của anh thối nát như thế thì anh có còn muốn thừa kế của mình nữa không? Trần Hoài Kiêu rời mắt khỏi máy tính, lạnh nhạt liếc Trần Kinh Giã. Quỳ xuống. Dập đầu xin tội với chị dâu. Nghe thấy lời Trần Hoài Kiêu, Trần Kinh Giã há hốc miệng, hoảng hốt đến muốn rơi cả cằm. Không thể tin được, người phụ nữ ở trước mặt lại chính là chị dâu của anh ta. Bạch Nhân là nghệ sĩ của Trần Hoài Kiêu, Trần Kinh Giã nằm mơ cũng không ngờ, Trần Hoài Kiêu lại đi cưới ngay người dưới quyền. Không không không, trình tự không đúng, hẳn là anh ấy cưới chị ta trước, sau đó mới lăng xê chị ta lên. Cho nên, sự vông tư phân minh của anh ấy, xem như về già khó lòng giữ được. Nghĩ đến những lời nói với chị ta ngày đó, Trần Kinh Giã không chút do dự đã quỳ sụp xuống, làm lố đến mức quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa mà xin tội với Bạch Nhân. Chị dâu, em thật sự xin lỗi chị. Là em không tốt, em không nên nói hưu nói vườn. Không nên gọi cánh săn ảnh đến. Bạch Nhân vốn cũng không đặt lời nói lỗ mãng của Trần Kinh Giã trong lòng, cũng không tức giận. Nhưng nghe được lời nói này của anh ta, đứng lên tức khắc, giận dữ nói, cánh săn ảnh là cậu gọi đến. Trần Kinh Giã vội vàng giải thích, em thật sự không biết chị là chị dâu. Em nghĩ chị là người thứ ba, muốn mượn cơ hội này để lộ xì căng đan tình ái của chị với người đàn ông khác ra bên ngoài. Để anh em hết hy vọng, đây không phải vừa đúng lúc sao? Bạch Nhân thật muốn đạp cho anh ta thêm hai cước nữa. Cô vẫn vô cùng áy náy và tự trách, cảm thấy chuyện quậy ra bê bối với Kiều Ngôn Thời là vì cô nhất thời phóng túng và uống nhiều. Không chỉ tổn hại đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến Kiều Ngôn Thời. Hoàn toàn không ngờ sau lưng còn có Trần Kinh Giã xen vào. An ninh ở câu lạc bộ Syria trước nay đều chặt chẽ, bình thường tuyệt đối không thể có cánh săn ảnh trà trộn vào. Rất nhiều ngôi sao đều thích đến đây chơi. Trừ khi có người bật đèn xanh cho bọn họ. Trần Kinh Giã thấy cô thật sự tức giận, vội vàng trốn ra sau bàn làm việc của Trần Hoài Kiêu, nói, cũng may là không có việc gì rồi. Anh trai em bản lĩnh hơn người, chuyện gì cũng giải quyết ổn thỏa. Dù hôn nhân của chị và anh trai em là dạng plastic, nhưng anh em cũng sẽ bảo vệ cho chị thật tốt. Yên tâm, yên tâm. Trần Hoài Kiêu hơi nghiêng đầu, hôn nhân plastic. Đúng vậy. Trần Kinh Giã nghĩ hai người là dạng quan hệ hợp đồng giấy trắng mực đen, nên cũng không giữ miệng, nói thẳng, chính miệng chị dâu nói đó. Chỉ cần anh cho chị ấy thứ chị ấy muốn, chị ấy cũng không để ý chuyện mình làm thế thân cho mối tình đầu của anh, dù sao cũng là lợi dụng lẫn nhau. Bạch Nhân, cho dù là hôn nhân plastic, ít ra hai người vẫn có duy trì chuyện sinh hoạt vợ chồng thân mật. Không đến mức nói ra huỵch toẹt rõ ràng như vậy. Sắc mặt Trần Hoài Kiêu tối xuống có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Một cước hướng thẳng về phía cái mông của Trần Kinh Giã, biến đi. Trần Kinh Giã không biết lại chọc trúng chỗ nào làm anh họ mất hứng. Rõ ràng là gọi anh ta đến xin lỗi. Anh ta đã ngoan ngoãn vâng lời mà đến sám hối. Ngược lại anh họ càng khó chịu hơn. Trần Kinh Giã xoa mông, ngượng ngùng rời đi. Trong văn phòng, hai người lặng im, Bạch Nhân không định giải thích gì, ngồi xuống ở mép sofa, hái một quả nho xanh. Khóe mắt cô liếc Trần Hoài Kiêu một cái, người đàn ông ngồi dựa trên ghế xem tài liệu, khuỷu tay chống bàn, đầu ngón tay cầm theo chiếc bút máy trắng men màu đen, tùy tiện xoay xoay. Cô mang nho đến bên cạnh Trần Hoài Kiêu, này, nếm thử một chút. Mí mắt Trần Hoài Kiêu không thèm nâng lên, cũng không phản ứng lại cô. Bạch Nhân chỉ cầm quả nho đốt đến bên miệng Trần Hoài Kiêu, dùng giọng nói nũng nịu khiêu gợi nói, nếm hộ em xem có chua không. Lúc Trần Hoài Kiêu cắn quả nho, còn suýt cắn cả tay cô. Bạch Nhân vội rút về, trong bụng rầu rĩ nghĩ, sao mà giống hệt chó, còn cắn người chứ. Sao, chua không? Trần Hoài Kiêu nhai quả nho rồi nuốt,
lạnh lùng nói, tự mà thử. Được, em tự thử. Vừa dứt lời, cô từ phía sau nắm lấy cổ anh, kề sát mặt đến, cắn lên môi anh, chủ động tấn công, cuốn sạch tất cả vị chua giữa răng môi anh ấm áp. Bạch Nhân nói khẽ, phàn nàn, chua quá, không thích, không ăn. Nói xong, cô đẩy Trần Hoài Kiêu ra, dẫm trên đôi giày cao gót mảnh mai, xoay người rời đi. Trần Hoài Kiêu nhìn bóng dáng thất thần mà đẹp đẽ của cô, lửa nóng lại bị cô đẩy lên, không nhịn được mà kéo cô đến căn phòng nghỉ ở bên cạnh. Người là của anh, có được dễ như trở bàn tay, nhưng sau khi thỏa mãn, Trần Hoài Kiêu lại rơi vào sự trống trải còn lớn hơn. Thứ mà anh muốn, mãi mãi sẽ không có được. Người phụ nữ này cũng không thực sự thuộc về anh, cô ấy luôn dự trù để sẵn sàng rút lui bất kỳ lúc nào. Thực sự bị trói buộc lại, chỉ có Trần Hoài Kiêu. Thời gian đó, Bạch Nhân cảm nhận rõ ràng ý muốn chút giận của Trần Hoài Kiêu tăng thêm. Giống như phải chinh phục cô, lại giống như phải bóp chết cô, sau khi xong việc lại ôm dịp cô không buông, dùng các kiểu lấy lòng mà hôn môi cô. Bạch Nhân bị anh gây sức ép cực lớn. Có điều sau khi trải qua chuyện bị paparazzi chụp ảnh, tất cả sức lực của Bạch Nhân đều đặt trên công việc, tuyệt không lại mong chờ chút biểu đạt tình ý. Hôm đó Tôn Lê Lê hồn hển bước vào văn phòng, giật lấy tách cà phê Bạch Nhân vừa mới pha, một ngụm uống hết. À, nóng nóng, bỏng chết mình rồi. Ai bảo cậu uống gấp vậy? Bạch Nhân đi đến, dịu dàng nhận lấy tách cà phê, để mình xem, có nóng không? Tôn Lê Lê đẩy cô ra, hổn hển nói, phiền chết mình. Cậu lại giận dỗi ai rồi? Còn ai nữa chứ? Tôn Lê Lê liếc mắt nhìn Bạch Nhân, thở phì phò nói, cậu đó, ân oán của cậu với Tô An Ninh, hai người phải đánh một trận cho rõ ràng mới được. Cũng không phải đám trẻ con, đánh nhau không thể giải quyết được cả vấn đề. Bạch Nhân biết, chắc chắn là bên Tô An Ninh chọc giận Tôn Lê Lê. Cô ấy là người đại diện của Bạch Nhân, rất nhiều hoạt động và công việc đều là Tôn Lê Lê lo liệu. Tô An Ninh cố ý hay vô tình gây khó dễ, cũng đều là Tôn Lê Lê, chắn ở phía trước chịu thiệt thòi. Bạch Nhân kéo cô ấy đến bên sofa ngồi xuống, lại làm sao? Mình đã hẹn với nhạc sĩ vàng Lý Thuần Phong từ nửa năm trước để viết bài hát cho single đầu tiên của cậu, không ngờ lại bị công ty của Tô An Ninh chặn đứt. À, giận quá, hoàn toàn không có uy tín. Trả giá cao thì nhận, có lẽ công ty Tô An Ninh ra giá cao quá, người ta cũng không có lý do gì mà từ chối. Bạch Nhân cười cười, cậu hẳn là nên đi tìm Trần Hoài Kiêu, tiết lộ với anh ấy dự trù của cậu. Ha, rõ ràng là đĩa đơn của cậu. Sao lại bảo mình đi tìm anh ta? Bạch Nhân vội bịt kín miệng cô ấy, may mắn là trong văn phòng đại diện không có ai khác. Mình chẳng thèm đi tìm anh ấy đâu, cô buồn bã nói, người đàn ông này dạo này tính tình tệ thật sự. Trên giường hệt như chó điên, mình lại nài xin anh ta, sợ rằng mình không gắng gượng nổi đến ngày làm xong đĩa đơn. Tôn Lê Lê, lại là nội dung mà chó độc thân không thể nghe. Bạch Nhân thẳng lưng, thoải mái nói, đây là việc công, lấy không được ca khúc của Lý Thuần Phong thì trước mắt đi hẹn người khác, giới nhạc hoa ngữ không lẽ còn mỗi anh ta. Cậu thật sự đúng là đừng mở miệng, nhà sản xuất đứng đầu giới âm nhạc hoa ngữ thật đúng là chỉ có anh ta, Lý Thuần Phong. Nếu không thì sao mình phải hẹn anh ta trước cho cậu tận nửa năm chứ? Tôn Lê Lê nói thẳng, em mở nhạc của anh ta rất có phong cách riêng, phong cách cá nhân vô cùng mạnh mẽ. Mỗi ca khúc sáng tác ra đều có thể bùng nổ trong giới âm nhạc hoa ngữ, đã viết rất nhiều tác phẩm làm nên tên tuổi của các thiên vương thiên hậu. Năng lực của anh ta có thể nói thật sự là nhà nghệ thuật thiên tài. Tuy Bạch Nhân không hiểu giới âm nhạc bằng giới diễn xuất, nhưng tên tuổi của Lý Thuần Phong, ít nhiều cô cũng có nghe qua, thật sự là một nhà sản xuất âm nhạc tài năng. Khó trách Tô An Ninh tiêu nhiều tiền như vậy để đoạt người trong tay Bạch Nhân. Nếu có thể lấy được ca khúc do Lý Thuần Phong làm ra, single nhất định có thể nổi. Bạch Nhân nghĩ ngợi, hỏi Tôn Lê Lê, cậu có biết công ty Tô An Ninh dùng bao nhiêu tiền mua ca khúc của anh ta không? Đây là bí mật thương nghiệp, để mình tìm chỗ dò hỏi, dù sao chắc chắn là hơn phần dự toán của chúng ta nhiều. Người Lý Thuần Phong này trước đây mình từng nghe qua,
là một người sáng tác không theo lẽ thường, có một chút tính khí lập dị của nghệ sĩ. Cho nên, không nhất định là thỏa thuận bất thành vì chuyện giá cả. Chuyện này mình cũng không biết. Tôn Lê Lê bất đắc dĩ nói, Lý Thuần Phong vô cùng thần bí. Anh ta ru rú trong nhà, không hề ra mặt tiếp xúc truyền thông công chúng. Giống như cái tên Lý Thuần Phong này cũng chỉ là bút danh, dù sao cũng chưa ai gặp qua anh ta. Tất cả việc mua bán hợp tác đều được thực hiện qua WeChat. Bí ẩn đến vậy. Đúng vậy, tính tình cổ lỗ quái gở, theo lý mà nói, dạng nhạc sĩ bằng hiệu vàng, ca khúc nào cũng có thể bùng nổ, hẳn là khách quen của các buổi lễ trao giải âm nhạc lớn, nhưng anh ta không hề đến dù chỉ một lần. Bạch Nhân bắt đầu thấy hứng thú, mình thật sự muốn gặp gỡ vị nhạc sĩ vàng này. Cậu muốn hẹn gặp anh ta sao? Tôn Lê Lê lắc đầu, nói, chuyện này sợ là không được, anh ta sẽ không đồng ý đâu. Cậu không cần phải nói, không phải tất cả chuyện mua bán hợp tác đều thực hiện trên WeChat sao? Vậy chắc chắn là cậu có kết bạn với anh ta. Mình đúng là có kết bạn với anh ta, nhưng anh ta chỉ nói chuyện công việc, cũng chưa bao giờ gặp mặt người khác bên ngoài. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, hỏi, anh ta có đăng gì lên vòng bạn bè không? Cũng rất kỳ lạ, con người lầm lì và sợ giao tiếp xã hội nhưng lại thường xuyên đăng tin trên vòng bạn bè. Tôn Lê Lê lấy điện thoại di động ra, mở vòng bạn bè của Lý Thuần Phong. 3 ngày gần đây, còn chơi một trận tennis với bạn bè, trên ảnh là một cây vợt tennis màu vàng hồng. Hình như anh ta vô cùng thích tennis, Tôn Lê Lê nói, nửa năm nay, mình thấy cứ cách một khoảng thời gian là anh ta lại đăng ảnh chơi tennis. Bạch Nhân phóng to bức ảnh, nhìn đến logo tiếng Anh mờ mờ không rõ trên góc trên bên trái bức ảnh. Cô đưa từ tiếng Anh này lên mạng tra cứu, thứ nhảy ra chính là một khu vực chơi tennis tư nhân ở ngoại ô phía Bắc. Tôn Lê Lê nhìn thấy thao tác của Bạch Nhân hệt như Sherlock Holmes, ngạc nhiên đến rơi cả cằm, quá, lợi hại. Chuyện nhỏ, cậu không định đi tìm anh ta chứ? Bạch Nhân liêu bức anh lại, thản nhiên, ừ, đi xem. Không phải, mình biết cậu là vì thắng Tô An Ninh, nhưng tiếp xúc riêng như vậy. Tôn Lê Lê do dự nói, mình sợ Trần Tổng như cái vải giống kia, sẽ không được vui đó. Tôn Lê Lê nghĩ ngay đến bê bối hôm trước, Bạch Nhân cả đêm không về, dáng vẻ Trần Hoài Kiêu tức giận đến độ mất kiểm soát muốn đuổi người. Chỉ nghĩ lại thôi, bọn họ đã nhịn không được mà túa mồ hôi lạnh. Bạch Nhân lại không chút để tâm, nói, mình làm chuyện sự nghiệp của mình, liên quan gì đến anh ta. Lúc cô và Trần Hoài Kiêu kết hôn đã thỏa thuận rành mạch, chỉ cần giữ sự trung thành về mặt thân thể, những chuyện khác đều không can thiệp. Bạch Nhân đi đến sân tennis Phong Lạc, đây là sân chơi dành cho những người yêu thích tennis học hỏi và giao lưu. Sau khi trở thành hội viên là có thể ra vào địa điểm bao nhiêu lần tùy thích. Đương nhiên, người chơi có thể đặt trước huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp để luyện kèm, cũng có thể tùy ý tổ chức đội nhóm. Bạch Nhân chịu đựng đau ví, trả phí hội viên cả năm 3 vạn tệ, trong lòng thầm mắng mỗi một cái câu lạc bộ tennis sao lại thu phí cao đến vậy. Chỉ là, đi vào bên trong, Bạch Nhân phát hiện câu lạc bộ Phong Lạc này cũng không chỉ là một cái sân tennis vứt đi. Tất cả thiết bị đều vô cùng hiện đại, trang trí thuần trắng làm cho người ta có cảm giác vô cùng hiện đại. Mỗi sân đều có người máy nhặt bóng tự động, thậm chí nếu không tìm được đối thủ còn có người máy luyện tập cùng, mang đến cho hội viên trải nghiệm chơi tennis vô cùng thỏa mãn. Bạch Nhân thay áo thể thao, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác hở rốn dài tay bó sát người màu xanh lam đơn giản, phối với váy xếp ply tennis màu trắng, đôi chiếc mũ lưỡi chai hở đầu, mái tóc dài được cột cao, nhẹ nhàng thoải mái hoạt bát. Cô mang theo cây vợt tennis màu trắng, trong sân tennis to như vậy mà đi tìm bóng dáng cây vợt viền vàng hồng trong ảnh của nhà sản xuất âm nhạc Lý Thuần Phong. Không bao lâu, cô thật sự tìm ra. Trên phần sân phía đối diện có một ông cụ râu tóc bạc phơ cầm cây vợt tennis màu vàng hồng, đang chiến đấu với một con robot to tròn. Bạch Nhầm lấy tấm ảnh ra so một chút, đúng vậy. Cây vợt vàng hồng trong tay ông lão này đúng là cây Lý Thuần Phong đăng lên trên vòng bạn bè. Nhưng cô thật sự không ngờ, nhà sản xuất âm nhạc vàng trong làng nhạc Hoa ngữ Lý Thuần Phong lại lớn tuổi đến vậy. Lớn tuổi như vậy mà ca khúc nào viết ra cũng nổi dần dần thì cũng quá sức lợi hại.
Bạch Nhân đi đến chỗ Lý Thuần Phong, trên sân bóng, thấy ông ấy và người máy đang đánh bóng với nhau, cũng nóng lòng muốn đến gần, cùng ông ấy đánh thử vài ván. Nhưng cô còn chưa đến gần chợt nghe truyền đến từ phía sau một giọng nói trẻ, nói năng không khách sáo, ai ai ai, người này sao lại chen hàng thế này, rõ ràng là tôi đến trước. Bạch Nhân xoay đầu lại, nhìn thấy một cậu trai trẻ đeo một chiếc khuyên tai, nói vào mặt Bạch Nhân ra chiều khó chịu, bái sư học nghề cũng phải xem thứ tự trước sao chứ. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie hợp thời trang phối với quần túi hộp. Chiếc quần túi nhiều tầng, càng tôn thêm đôi chân thon dài của anh ta. Cậu chàng hua hua cây vợt trong tay, là tôi tới trước, chị xê qua một bên đi. Bạch Nhân nhìn thấy cách ăn mặc của cậu ta, rất hợp thời, nghĩ cũng là ngôi sao mới hoặc người đại diện. Có lẽ cũng như cô, đều muốn thông qua phương thức này để đặt hàng bài hát với Lý Thuần Phong. Cô tò mò hỏi, cậu đến bái sư học nghề. Dĩ nhiên, trình tennis của ông cụ Lý được xem như châu bò, tôi đến đây để học kỹ thuật của ông cụ. Là học tennis với ông ấy? Không thì sao, còn học được gì nữa? Cậu thiếu niên đeo khuyên tai xoa mũi, tôi đến đây ăn không ngồi rồi canh chừng mấy ngày nay. Cuối cùng cũng trông được hôm nay ông cụ Lý rảnh rỗi, cô nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện chen ngang. Bạch Nhân thở dài nhẹ nhõm một phen, không phải đối thủ cạnh tranh, vậy tốt rồi. Lúc này, ông cụ trên sân bóng gọi cậu ta, cậu nhóc, đi nhặt bóng cho tôi, chờ lát nữa tôi luyện với cậu. Được thôi, ông Lý, cháu đến ngay đây. Cậu chàng chạy thục mạng đi nhặt bóng cho ông cụ Lý, vô cùng nhiệt tình, đứng ngoài đường biên hơ hơ cây vợt, học theo động tác giao bóng và đánh bóng của ông cụ Lý. Để tiếp cận ông cụ Lý, Bạch Nhân cũng lấy vợt ra, vừa nhặt bóng cho ông ấy vừa luyện bóng. Dù chỉ là công việc hèn mọn như vậy thôi nhưng sức cạnh tranh cũng không nhỏ. Cậu chàng đeo khuyên tai bên cạnh này miệng ngọt như bôi mật, mệt như chó nhưng vẫn có thể thốt ra bao nhiêu lời màu mè hoa mỹ, màu nào cũng đẹp đẽ tuyệt vời. Ông Lý, ông đúng là càng già càng dẻo dai, cơ bắp xương cốt rắn giỏi, tai thính mắt tinh đó. Bọn người trẻ chúng cháu so với ông còn kém xa lắm. Ông xem chị gái này xem, gầy như con gà ủ rũ, không xứng làm đối thủ của ông. Cháu chạy vội đến để nhặt bóng cho ông đây. Cháu đến cho ông tập bóng. Bạch Nhân trợn mắt, không nói nên lời. Từ trước đến nay cô đều không chịu nhận thua. Tuy rằng nhặt cầu thì không sánh lại tên, đối thủ cạnh tranh, chịu thương chịu khó này. Nhưng cũng may kỹ thuật tennis của cô lại tốt hơn so với cậu ta. Đánh với ông cụ Lý vẫn có thể chống đỡ được vài hiệp. Thật sự cũng làm cho ông cụ Lý đánh đến sảng khoái vô cùng. Nhiều ngày sau đó, ngày nào Bạch Nhân cũng đến sân tennis Phong Lạc, luyện bóng với ông cụ Lý. Chuyện phiền phức chính là, cậu chàng xỏ khuyên tai cũng vô cùng có nghị lực mà đến mỗi ngày. Bạch Nhân ngồi bên ngoài sân nghỉ ngơi, nhìn không được mà hỏi cậu chàng nhỏ tuổi bên cạnh, cậu thật sự là đi theo ông cụ Lý học chơi tennis. Đúng vậy, cậu chàng đeo khuyên nhìn cô ghét bỏ, còn chị không phải sao? Cũng không phải. Đến đây, cậu chàng xỏ khuyên tai lại hứng thú vài phần, vậy ngày nào chị cũng đến, so với tôi còn sớm hơn, ý đồ là gì? Bạch Nhân bĩu môi, nhìn ông cụ râu tóc bạc phơ đang đánh bóng với người máy. Cậu có biết thân phận của ông ấy không? Cậu chàng đeo khuyên mù mờ, thân phận gì? Không biết thì thôi quên đi. Nói đi thôi. Lý Thuần Phong đó, nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu trong làng nhạc Hoa ngữ, tôi đến là để xin bài hát của ông ấy. Lời vừa nói ra, cậu chàng đeo khuyên ho khan vật vã. Cậu bị sao vậy? Bị sặc nước bọt rồi. Cậu chàng ho khan, mặt đỏ bừng cả lên, chị đến là để đặt hàng ca khúc với ông ấy. Chị là người đại diện nhà ai? Tôi không phải là người đại diện, tôi là ngôi sao. Cậu không biết tôi sao? Tôi biết không nhiều ngôi sao lắm. Tôi là Bạch Nhân, cô khó chịu nói, ngay cả tôi cậu còn không biết. Tôi rất nổi tiếng đó, xem, nghe thường, chưa? Không có, bình thường tôi hay xem anime hơn, không để ý đến phim truyền thống. Quên đi, Bạch Nhân cũng không muốn nói đông nói tây với cậu chàng này. Chỉ cần cậu không phải của bên đối thủ phái đến, thì sao cũng được. Cậu chàng đeo khuyên đội mũ lưỡi chai, hóng hớt hỏi, bên phe đối thủ của chị là ai?
Cậu lo lắm chuyện thế. Chúng ta hầu hạ ông cụ Lý nhiều ngày như vậy rồi, xem như bạn chung hoạn nạn, nói xem nào. Dù sao chuyện này trong giới giải trí cũng không phải là bí mật. Bạch Nhân nói đơn giản, Tô An Ninh, người phụ trách bên tôi nửa năm trước đã thỏa thuận xong bài hát với Lý Thuần Phong. Không ngờ giữa đường Tô An Ninh nhảy vào chắn ngang, làm tôi phải tự mình ra tay. Khóe miệng cậu thiếu niên đeo khuyên co rút, chỉ có nghĩ đến, có thể bên phe bên kia trả cao lắm, thật sự cao lắm. Lý Bảo lại từ chối, mặc dù chị bỏ công như vậy mà đi tìm, biết có ích gì không? Tôi biết, Bạch Nhân tỏ vẻ không cam lòng, nhưng chủ yếu là muốn thử xem, trước thăm dò thái độ làm người của Lý Thuần Phong. Nếu là vì tiền, dự toán công ty có hạn, tôi có thể bỏ tiền túi. Nhưng nếu bởi vì ông ấy thấy giọng của Tô An Ninh tốt hơn của tôi thì tôi không còn lời nào để nói, sẽ không ép uổng. Vẻ mặt cợt nhả trên gương mặt cậu thiếu niên sỏ khuyên đã bay biến, ý tứ sâu xa mà nhìn Bạch Nhân, chị muốn bài hát của ông ta cho bằng được. Tôi không muốn thua, ánh mặt Bạch Nhân kiên quyết, tuyệt không nhận thua. Cậu chàng im lặng một lúc, nói, nếu không chỉ hát vài câu tôi nghe thử xem. Mắc gì tôi phải hát cho cậu nghe, cậu là thằng nhóc sai vặt đánh tennis nát bét. Ha, chị đừng có mà khi dễ người ta, tuy tôi đánh tennis nát bét, nhưng tôi... Cậu ta dừng một chút, rồi sửa miệng, dù sao cũng nhàn rỗi không có gì làm, hát đại vài câu xem. Bạch Nhân thuận miệng ngâm nga vài câu, đóa hồng e ấp lặng lẽ nở, chậm rãi nở rộ những cảm xúc em dành cho anh. Bàn tay mùa xuân lật dở từng trang đợi chờ, anh thầm do dự nên hái em chăng. Giọng của Bạch Nhân mang theo một chút khàn khàn có một không hai, hát một bài dịu dàng như vậy, ý tứ đẹp đẽ triền miên, thuận miệng hát vài câu đã làm cho vẻ mặt người trẻ tuổi kia trở nên hoảng hốt. Cô biết giọng của mình rất đỗi êm tai, tự tin cười nói, thế nào, phục không? Cậu ta còn đắm chìm trong dư âm giọng hát cô, không xoay người lại. Ê, nhóc sai vặt, thế nào? Cậu thiếu niên sỏ khuyên tai nhìn cô thật sâu, sau vài giây, miệng cậu lan ra ý cười sâu xa. Này, chị gái, mạo muội hỏi một chuyện. Chị còn độc thân hay chăng? Bạch Nhân sửng sốt vài giây, dùng mặt vợt vỗ vỗ đầu cậu ta, không khách sáo hỏi, liên quan quái gì đến cậu? Cậu thiếu niên đeo khuyên vò đầu, bất mãn nói, tôi tò mò thôi mà, nghe nói ngôi sao các cô ký hợp đồng với công ty đều không được phép yêu đương. Bạch Nhân đánh cho cậu một ánh mắt, cậu thật sự nhiều chuyện, lười trả lời. Ông cụ Lý thay đồ vận động, mày tóc bạc phơ, khí chất thanh sạch bước vào sân tennis. À, các cô cậu đến sớm quá nhỉ. Bạch Nhân vội đến đón, ân cần nhận lấy túi đồ thể thao trên tay ông ấy. Cậu chàng sỏ khuyên cũng không chịu kém cạnh, nhiệt tình đến chào hỏi. Ông cụ Lý, hôm nay sớm thế. Ông cụ Lý nở nụ cười hiền lành, nhìn hai đứa trẻ như con cháu. Hai người các cô cậu theo giúp tôi luyện bóng nhiều ngày nay. Nào, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Cậu thiếu niên đeo khuyên cười nói, ông cụ Lý, cháu là thật lòng đến đây học tennis cùng ông. Mấy ngày nay học hỏi được không ít, không có mục đích gì khác. Nói xong, cậu ta nhìn thẳng vào Bạch Nhân, ý tư nói, còn chị ấy có muốn gì không thì cháu không biết à. Ông cụ Lý dĩ nhiên cũng nhìn ra, mục đích của Bạch Nhân cũng không đơn thuần. Ngay từ đầu, ông đánh giá cô vài ngày, vốn nghĩ cô gái này kiên trì không được mấy ngày sẽ rời đi. Không ngờ cô ấy ngày nào cũng đến, lạnh mặt xem thường cũng nhẫn nhịn hết, hầu ông tập luyện gần nửa tháng. Nếu ông không mở miệng đừng nói nửa tháng, cho dù nửa năm, dự là cô cũng sẽ theo luyện tập cùng ông. Ông cụ Lý rút từ trong ba lô của mình ra một cuộn giấy lụa được gói kỹ lưỡng, đưa cho Bạch Nhân, nếu là vì cái này thì, cầm đi. Đây là, Bạch Nhân có chút mịt mờ không hiểu, ngơ ngẩn mà nhận lấy cuộn giấy. Còn rất nặng, cô ôm bằng cả hai tay. Đây là bức tranh tôi cố ý cho cháu, có đề từ. Ông cụ Lý nói chậm rãi, xem như bồi thường cho cháu nửa tháng nay vất vả nhặt bóng cho tôi. Bạch Nhân không rõ, đang muốn mở cuộn tranh ra xem, cậu chàng sỏ khuyên vội cản cô cảm tạ đi. Tranh chữ của lão tiên sinh Lý Cảnh Tùng, ngàn vàng khó cầu, vô giá, đừng có mà mở xem ở đây. Mang về rồi xem. Lý,
Lý Cảnh Tùng, ngài là Lý Cảnh Tùng. Bạch Nhân hoàn toàn choáng váng. Đương nhiên cô biết Lý Cảnh Tùng tên tuổi lẫy lừng, nhà thi họa hàng đầu trong nước. Ông ấy vẽ đại một bức cũng có thể bán đấu giá gấp ngàn vạn lần, là tác phẩm nghệ thuật hàng đầu danh xứng với thực. Nhưng quan trọng hơn là, ông cụ Lý vô cùng có khí phách, cũng không thiếu tiền, sẽ không dễ dàng bán tác phẩm ra. Cho nên tranh chữ của ông ấy trên thị trường đúng là ngàn vàng khó cầu. Ngài không phải Lý Thuần Phong mà. Nhà thư pháp lão tiên sinh Lý Cảnh Tùng, dĩ nhiên không thể nào là nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Lý Thuần Phong. Hóa ra cô bận rộn hơn nửa tháng nay, lại nhận sai người. Ông cụ đánh giá vẻ mặt lờ mờ của Bạch Nhân, đoán được suy nghĩ của cô, bỗng dưng nở nụ cười, vốn dĩ cháu không đến tìm tôi xin tranh chữ à? Ông, thật sự ngàn lần vạn lần xin lỗi, cháu. Cháu nhận lầm người, Bạch Nhân khốn đốn cúi đầu xin lỗi, đưa tranh chữ trả lại cho ông ấy, cháu không nên nhận thứ này. Ông cụ Lý rất thích tính tình Bạch Nhân thẳng thắn thành khẩn, sẽ không che giấu, cũng không phóng lao thì đi theo lao mà chiếm lợi ích. Hóa ra là nhầm lẫn, không sao cả, cho cháu thì cháu nhận đi. Xem như chúng ta có duyên, nếu cháu thiếu tiền tiêu thì bán cũng được, xem như tiền thù lao cháu theo tôi chơi bóng nửa tháng nay. Bạch Nhân ôm cuộn tranh, vừa cảm kích vừa hổ thẹn nói, cảm ơn ông Lý. Được rồi. Nếu đã là nhận sai người vậy thì đi tìm người cháu muốn tìm đi. Ông cụ Lý khoát tay áo, lại nhìn đến cậu chàng đeo khuyên bên cạnh cô. Còn cậu, còn theo tôi luyện bóng không? Cậu thiếu niên xỏ khuyên cười đến sáng sủa, cháu dẫn chị ấy đi tìm người đã, lát nữa sẽ đến chỗ ông Lý. Cháu còn nhiều chỗ phải học tập ông lắm. Ông cụ Lý nhìn ra tâm tư cậu chàng, vui cười hớn hở vuốt râu, đi đi. Người trẻ tuổi thì luyện tập nhiều vào với người trẻ tuổi. Bạch Nhân đút tay vào túi, uể oải rảo bước trong sân tennis, có chút buồn bực. Cậu thiếu niên đeo khuyên tai đi phía sau cô, nhìn bóng dáng mất mát của cô, nói, cũng không đến nỗi chứ, ông cụ Lý Cảnh Tùng còn tặng chị một bức tranh chữ vô giá đó. Ông cụ mà tặng tôi một bức tranh, đừng nói hầu nửa tháng, nửa đời tôi cũng chịu. Không phải vì chuyện này, Bạch Nhân thở dài, ấm ức nhìn cậu ta, ông cụ Lý tốt lắm, theo hầu ông cụ luyện tập không có gì, tôi chỉ là... Cô dừng một chút, dùng sức gõ gõ đầu, tôi bị sự ngu ngốc của chính mình làm khóc, sao lại nghĩ một ông cụ 70-80 tuổi râu tóc bạc phơ là Lý Thuần Phong chứ? Cậu thiếu niên đeo khuyên cười sang sảng, cũng đúng, một cái vợt vàng hồng mà thôi, trên sân tennis nhiều người dùng lắm, tôi cũng có một cây màu này. Còn gì nữa, tôi thật sự ngu ngốc, Bạch Nhân thở dài, quên đi, về thôi. Cậu chàng xỏ khuyên đuổi theo cô, không phải chứ, sao lại bỏ cuộc? Mấy hôm trước không phải còn tham vọng ngút trời sao? Tôi cũng hiểu, nghe nói Lý Thuần Phong hơi ngại xã giao, tôi mạo muội đi tìm anh ta thế này, rõ ràng là không ổn. Bạch Nhân khoát tay, về nhà, bye bye. Cậu thiếu niên đeo khuyên nhìn chăm chăm bóng dáng Bạch Nhân, hỏi... Chị gái à, sau này chị còn đến không? Không đến nữa. Không đến, cậu chàng vội vã đuổi theo. Chị không đến, tôi biết tìm ai chơi bóng. Không phải cậu bái sư học đạo với ông cụ Lý sao? Tôi không ở đây cậu còn thiếu đối thủ tranh tài à? Không, không được. Chị còn chưa tìm được Lý Thuần Phong. Không thể cứ vậy mà bỏ cuộc giữa chừng được. Bạch Nhân nhíu mày, khó hiểu đánh giá cậu ta. Sao cậu còn sốt ruột hơn tôi nữa? Vậy đi, chị ở lại, tôi phụ trách giúp chị tìm Lý Thuần Phong, thế nào? Bạch Nhân nghi hoặc hỏi, cậu biết anh ta sao? Dù tôi không biết, nhưng tôi lê lết ở sân tennis này 2 năm, từ quản lý đến hội viên tôi đều quen thuộc, người sợ xã giao sẽ không đến đây, chỗ này chính là nơi để xã giao mà. Được rồi, Bạch Nhân thỏa hiệp, cũng quyết định thử một lần cuối. Tìm được thì tốt, không được cũng không cưỡng cầu. Đúng rồi, cậu tên gì? Bạch Nhân hỏi cậu ta, biết nhau lâu như vậy rồi, tôi vẫn luôn gọi này nọ này kia để gọi cậu đấy. Tôi của tôi, chị cứ gọi tôi là này, đi. Vậy sao được? Cậu thiếu niên đeo khuyên nghĩ ngợi, chị gọi tôi là Lý Xuân Hoàng đi. Cậu cũng họ Lý à? Họ Lý thiếu gì người,
Tôi dám chắc trong sân này không dưới 10 người họ Lý. Lý Xuân Hồng, tên này, Bạch Nhân không nhịn được cười, giống con gái. Là Hoàng trong Khuếch Trương, không phải Hồng trong Màu Đỏ. Được rồi, Bạch Nhân ghi nhớ tên cô ta, kêu tên cậu ta, nghiêm túc nói, Lý Xuân Hoàng, xin chào, tôi là Bạch Nhân. Tôi biết, Bạch Nhân, ngôi sao lớn, diễn, nghe thường, đại diện thương hiệu cũng không ít, chương trình thực tế cũng nổi như cồn. Còn chưa ra single, lần này tìm Lý Thuần Phong đặt hàng bài hát, là cho chị hát, đúng không? Bạch Nhân nở ra một nụ cười ẩn ý, tên nhóc thối này, ngoan lắm, nói một lần đã nhớ rõ. Tôi không phải thằng nhóc thối, Lý Xuân Hoàng gãi gãi mũi, tôi chỉ là nhìn vẻ ngoài nhỏ tuổi thôi, 27. Thật không, tôi còn nghĩ cậu là sinh viên đại học cơ, trông cậu cũng trẻ quá. Lý Xuân Hoàng hơi ngại ngùng, không nói chuyện phiếm với cô, lôi cô đi dạo qua khắp các sân tennis. Đúng lúc này, Bạch Nhân nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên một sân bóng. Của ba cô, Tô Diệp Thành. Tô Diệp Thành mặc một bộ vest màu đen, theo sau còn có vài người, đều vận âu phục dày da, thoạt trông không hài hòa với khung cảnh trong sân. Lý Xuân Hoàng còn muốn đi tiếp vài bước, Bạch Nhân vội kéo cậu ấy về, nấp phía sau cây cột thật cẩn thận mà ló ra, nhìn thấy Tô Diệp Thành đi lướt ngang qua bọn họ. Ai ấy? Ba của đối thủ. Ba của đối thủ, Lý Xuân Hoàng khó hiểu hỏi, chị sợ cái gì, sợ ông ta đánh chị hả? Đối thủ của tôi cũng chính là chị cùng cha khác mẹ của tôi. Lý Xuân Hoàng cân đo đong đếm trên đầu ngón tay, suy tư nói, quan hệ giới quý tộc thật là phức tạp. Bạch Nhân cũng lười giải thích, thấy cách ăn mặc này của Lý Diệp Thành cũng không phải là đến để chơi thể thao, đoán chắc ông ta đến vì chuyện khác, đi theo nhìn một cái cũng không mất mát gì. Cô đi theo ông ta vào đến sân tận cùng bên trong, thấy ông ta đi đến trong sân của ông cụ Lý Cảnh Tùng, đang nói gì đó với ông cụ. Khoảng cách quá xa, Bạch Nhân nghe không rõ, nhưng theo thái độ của bọn họ có thể thấy được, Tô Diệp Thành hiển nhiên là đến cầu xin, vẻ mặt ngập tràn ân cần vui vẻ. Mà nét mặt ông cụ Lý lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, khoát tay áo, ý bảo ông ta đi. Lý Xuân Hoàng ôm tay, không chút để tâm nói, người đến cầu tranh chữ của ông cụ Lý nhiều không kể xiết. Đoán chắc ông ta cũng vì chuyện này, nhưng người làm ăn này, không tiếc vung tiền như rác cũng muốn được một bức tranh của ông cụ Lý. Nhưng ông cụ Lý cũng không dễ dàng đồng ý, chị có biết bản tranh chữ trong tay chị kia đáng giá cỡ nào không? Bạch Nhân nghĩ một lát, nói với Lý Xuân Hoàng, tôi còn có việc, đi trước. Ê, cho tôi phương thức liên lạc đi, không thì sao tôi tìm chị được. Cậu tìm tôi làm gì? Tôi, lỡ tôi tìm được Lý Thuần Phong, cũng không được tìm chị hả? Bạch Nhân cân nhắc đến tình trạng đã kết hôn của mình, cũng không tùy tiện cho phương thức liên hệ của mình cho một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ. Nói, cậu gửi tin nhắn riêng trên Weibo cho tôi đi. Nick của tôi là Tiểu Bạch không bao giờ uống nước cam C nữa. Lý Xuân Hoàng nhìn cô đầy vẻ quyến luyến, vậy chị nhất định phải xem tin nhắn riêng của tôi. Bạch Nhân phóng khoáng khoát tay áo, xoay người rời khỏi sân tennis, gọi điện thoại cho Tôn Lê Lê, người đại diện hàng đầu, giúp mình tra xem, gần đây có phải Tô Diệp Thành đi cầu tranh chữ của ông cụ Lý Cảnh Tùng không? Tôn Lê Lê tò mò hỏi, gần đây không phải cậu đi câu Lý Thuần Phong à? Sao lại bắt đầu tra đến chuyện ba cậu? Đôi ba lời không thể nói rõ, cậu tra giúp mình trước đã. Được, giao cho mình. Buổi tối, Bạch Nhân trở về nhà, ngồi trên bàn làm việc của Trần Hoài Kiêu, mở bức tranh chữ mà Lý Cảnh Tùng đưa cho cô. Đây là một bức rất có phong cách, lạc thần đồ, nét vẽ người phụ nữ trong tranh mềm mại, có sức sống. Vài đường nét ít ỏi cũng không phức tạp, những nét vẽ giản dị nhưng mỗi nét đều mang theo khuynh hướng và cảm xúc cổ xưa. Có thể thấy bút lực của ông cụ Lý Cảnh Tùng đã đạt đến trình tuyệt hảo, không cần quá nhiều trau chuốt phức tạp đã có thể sinh động như thật. Ngoài ra, trên bức tranh còn có kèm cả bản thơ toàn văn, Lạc Thần Phú, của Tào Thực. Mỗi chữ đều mạnh mẽ, có lực, cực kỳ có khí phách. Trước kia Bạch Nhân thấy qua tranh vẽ của ông cụ Lý Cảnh Tùng, dù là có đề thơ thì hoặc là vài câu, hoặc là thơ ngũ ngôn thất luật, phác họa tùy ý.
Rất ít khi có một bản tác phẩm lớn đề thơ trọn vẹn thế này. Một bức tranh chữ quý giá như thế này thật sự là báu vật vô giá. Buổi tối, Trần Hoài Kiêu về nhà, Bạch Nhân kéo anh vào thư phòng cho bằng được. Cho anh xem đồ quý giá này. Cô kéo túi bọc tranh ra, mang Lạc Thần Đồ ra cho Trần Hoài Kiêu xem. Ta ta ra ta. Trần Hoài Kiêu đi đến bên cạnh bàn, dùng mắt tỉ mỉ vuốt ve bức họa, cùng với thư pháp viết bên cạnh là tranh của Lý Cảnh Tùng. Lợi hại không? Đây chính là bút tích thật. Trần Hoài Kiêu vẫn bình tĩnh trước sau như một, không có thái độ kinh ngạc sừng sờ khó tin mà Bạch Nhân chờ đợi. Có thể có được một bức tranh khổ lớn như thế của ông cụ Lý, không dễ dàng. Bạch Nhân thất vọng với phản ứng của anh. Anh không khen em lợi hại sao? Trần Hoài Kiêu cười nhạt, đầu ngón tay thon dài điểm lên vầng trán cô. Đây là tranh của ông cụ Lý, tôi khen ai cũng không đến lượt khen em. Em vất vả lắm mới có được đấy. Đi theo tôi. Trần Hoài Kiêu nghĩ nghĩ, nắm tay Bạch Nhân, dẫn cô xuống lần, đi đến một không gian hoàn toàn khép kín như một căn phòng bí mật dưới tầng hầm, mở ổ khóa mật mã, sau đó dẫn cô vào bên trong. Bạch Nhân hết nhìn bên nọ lại ngó bên kia, bày trí nơi này cùng với cửa mật mã, tựa như trong kho bạc của ngân hàng. Chỗ này là chỗ in dấu của Hà. Xem như vậy đi. Em vẫn luôn nghĩ căn nhà thủy tạ này chỉ là một bất động sản của anh, không ngờ anh lại để tài sản của mình ở đây. Nơi này đúng là một trong số bất động sản của tôi. Trần Hoài Kiêu xoay đầu liếc cô một cái, nhưng đây cũng là nhà của tôi, nếu không sao tôi lại sắp xếp cho bà Trần ở đây. Bạch Nhân nghe lời này, mím môi, thật lâu sau, mới phát ra một tiếng, thật dài. Khóe miệng không tự giác mà tràn ra một nụ cười. Bạch Nhân theo Trần Hoài Kiêu đi xuyên qua đường đi thật dài với khóa mật mã ở hai bên, cuối cùng vào được trong phòng bí mật. Nơi này đặt không ít đồ vật quý. Có những cổ vật anh mang về từ những cuộc đấu giá quy mô lớn, cũng có vàng thỏi. Bạch Nhân ngẩng đầu, nhìn trên tường treo ba bức tranh chữ, văn chương và đường nét cực giống Lạc Thần Đồ của cô. Đây cũng là tác phẩm của ông cụ Lý. Bạch Nhân kinh ngạc đánh giá ba bức tranh, vậy mà anh có tận ba bức. Khó trách nhìn đến Lạc Thần Đồ của cô, Trần Hoài Kiêu tuyệt không ngạc nhiên mừng rỡ. Trần Hoài Kiêu, này là anh mua được sao? Trần Hoài Kiêu lắc lắc đầu, ông cụ Lý và ông nội tôi là chỗ quen biết cũ. Tôi biết ông ấy từ nhỏ, món tennis của tôi cũng là ông cụ Lý dạy. Hóa ra là vậy, ông cụ Lý cũng là người đam mê tennis. Bạch Nhân nhìn đến, bức tranh thứ ba, nhỏ hơn, mặt trên vẽ một con giao long nổi trên mặt nước, khí thế nuốt trọn sông núi, bên cạnh còn có vài. 30 công danh trần cùng đất, 8.000 dặm đường mây cùng trăng. Kiêu Kiêu, thi đại học tốt nhé. Bạch Nhân không thể tin, tranh vẽ của ông cụ Lý hiếm xiết bao, mà Trần Hoài Kiêu còn có cả bức vẽ riêng độc nhất vô nhị cổ vũ lúc thi vào đại học. Có thể thấy Lý Cảnh Tùng thích anh đến cỡ nào. Em thua. Bạch Nhân khó mà nhận thua một lần, nhún nhún vai. Cho nên mặc kệ em cố gắng cỡ nào, so với cậu ấm như các anh, có chút đồ này nọ, cuộc sống bỗng dễ như trở lòng bàn tay. Trần Hoài Kiêu khó xử liếc nhìn cô gái nhỏ, có gì mà so sánh. Ai? Em là vợ tôi, của tôi cũng chính là của em. Thật? Ừ. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, nói, vậy nói mật mã tầng hầm cho em. Em mang Lạc Thần Đồ của em để vào đã. Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu nhìn nhau, cả hai đều tỏ thái độ, anh, em nghĩ cũng hay quá. Nhân lười biếng nằm trên sofa trong phòng làm việc của Trần Hoài Kiêu, chơi game xếp hình. Trần Hoài Kiêu đứng bên giá sách cao sát trần, chọn một cuốn sách, ngồi vào bàn tập trung đọc. Đây là khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi của hai người, ai làm việc nấy, ở cạnh nhau nhưng không làm phiền người kia. Trước đây, Bạch Nhân vừa về đến nhà là thích nhốt mình trong phòng, còn Trần Hoài Kiêu một mình ở trong phòng sách, nếu không có việc gì thì không tìm cô. Hai người chỉ có lúc cần mới có thể đến phòng người kia. Sau đó có một lần, Trần Hoài Kiêu lần đầu tiên đặt mua một cái ghế sofa lười rất thoải mái. Sofa lười màu bã đậu hoàn toàn tương phản với tông màu lạnh trang nhã nghiêm túc của phòng sách.
Đường Tập mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhiều lần liều chết kiến nghị. Cái ghế sofa này có thể đặt trên sân thượng hoặc quầy cà phê. Nhưng Trần Hoài Kiêu lại kiên quyết, nhất định phải đặt trong phòng sách. Sau khi Bạch Nhân thử nằm một lần thì yêu thích cái ghế sofa lười này không thôi. Rảnh rỗi là thích chạy tới phòng sách của Trần Hoài Kiêu. Cô vẫn nhớ ngày đầu tiên đến ngôi nhà này, Đường Tạp có nói Trần Hoài Kiêu thích ở một mình trong phòng sách, không muốn bị ai quấy rầy. Nhưng trên thực tế, cô nhận ra Trần Hoài Kiêu cũng không ghét cô ở lại trong phòng sách, chưa từng đuổi cô đi một lần nào. Hai người dần ăn ý hơn, Bạch Nhân không làm ồn ảnh hưởng đến công việc đọc sách của Trần Hoài Kiêu, mà Trần Hoài Kiêu cũng ngầm đồng ý cho cô lười biếng nằm ì trên ghế sofa như mèo, chơi game hoặc xem phim. Có lúc Bạch Nhân nghĩ, không cần phải tranh giành gì cả, cứ như thế này, ở bên cạnh anh ấy như một con mèo, hết ăn rồi ngủ, cũng có thể xem là một loại hạnh phúc. Khi còn nhỏ, điều cô mong mỏi nhất chẳng phải là được che chở.